Chào, buổi sáng đã quay trở lại với các thông tin thời tiết cập nhật. Và đợt mưa ở miền Bắc thì đã bắt đầu từ đêm qua. Và nơi nào có lượng mưa lớn nhất vậy chị Lan Chi? Vâng, đến thời điểm này thì nhiều tỉnh thành ở khu vực Trung Du và vùng núi Bắc Bộ đang có mưa to, chị Thảo ạ. Trong đó thì những nơi như là Bắc Cạn, Tuyên Quang và Thái Nguyên thì đã có điểm mưa rất to, từ 62 cho đến 127 mm. Tại thủ đô Hà Nội thì trong những giờ tới cũng sẽ có mưa dông, gây ảnh hưởng đến giờ đi làm sáng ngày đầu tuần của quý vị. Đợt mưa này được nhận định là sẽ kéo dài nhiều ngày, thế nhưng mà mưa to thì không xảy ra liên tục. Từ gần trưa cho đến chiều thì trời sẽ có mưa ngắt quãng, ít điểm mưa to. Còn chiều tối đến sáng sớm sẽ là lúc mà hình thế gây mưa hoạt động mạnh, thì mưa to xảy ra ở nhiều tỉnh thành của vùng núi Bắc Bộ. Nguy cơ về lốc sét, ngập úng cũng như là lũ quét, sạt lở đất rất dễ xảy ra ở thời điểm này. Dạ vâng, và không chỉ ở miền Bắc mà ở bên cạnh đó là chiều tối nay thì Tây Nguyên và Nam Bộ cũng dự báo mưa dông. Cụ thể như thế nào vậy ạ? Dạ vâng, Tây Nguyên và Nam Bộ thì chiều tối nay cũng sẽ có mưa dông, thế nhưng mà phạm vi không rộng, chị Thảo ạ. Ở Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ thì sẽ có mưa cục bộ, thế còn đối với khu vực miền Tây Nam Bộ thì mưa ở mức rải rác, ít khả năng xảy ra mưa to. Đối với miền Trung, ngày hôm nay dự báo là vùng nắng nóng thu hẹp, tập trung chính từ Hà Tĩnh trở vào đến Phú Yên. Nhiệt độ cao nhất khoảng từ 35 cho đến 37 độ và có nơi trên 37 độ. Thời gian nóng là từ 13 cho đến 17 giờ. Xin được chuyển sang thời tiết biển. Vùng biển Vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay sẽ có mưa dông rải rác, đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa dự báo trời sẽ có mưa vài nơi, gió Tây Nam cấp 3 đến cấp 5 với tầm nhìn xa trên 10 km. Dạ vâng, cảm ơn chị với những thông tin thời tiết vừa rồi. Và trong 3 ngày tới,